Chào các bạn và tôi Nguyễn Tục Sơn đây. Thì thời gian gần đây ấy, cũng có rất là nhiều người bạn cũng inbox và liên hệ với Sơn cũng như là gọi điện thoại cho Sơn và hỏi rằng về cái chương trình coaching 1 kèm 1 của Sơn thì nó diễn ra như thế nào. Và bởi vì có quá nhiều người đang quan tâm về chương trình này nên Sơn nó tổng hợp lại tất cả những câu hỏi của các bạn để Sơn nó quay thành một cái video, Sơn nó trả lời cho các bạn luôn. Thì mong rằng nếu như các bạn đang quan tâm về cái chương trình là coaching 1 kèm 1 của Sơn về affiliate marketing cũng như là về kiếm tiền trên mạng á, thì các bạn hãy coi hết cái video này để các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái chương trình mà Sơn sẽ giới thiệu cho các bạn. Thì cái chương trình này á, nó mang tên là chương trình affiliate coaching 1 kèm 1, với cái mục đích á, là những người bạn nào đang mong muốn được rằng tìm được một cái người dẫn đường cho mình trong cái lĩnh vực về kiếm tiền trên mạng, và các bạn đã nghĩ rằng đây là một trong những cái lĩnh vực mà các bạn sẽ theo đuổi nó lâu dài, hay là các bạn nó xác định đây là một cái nghề của các bạn. Đó, có thể là bây giờ đó là cái nghề tay trái của các bạn, nhưng bạn có thể là dành thời gian cho nó khoảng 1 cho tới 2 giờ một ngày hay là 3 giờ một ngày và bạn làm đều đặn. Có thể là sau này trong khoảng 3 tháng tới, 6 tháng tới, thậm chí là 1 năm tới, nó sẽ là một cái công việc nó mang tính chất tay phải của các bạn luôn. Bởi vì trong lĩnh vực này thì thực sự cũng có rất là nhiều người bạn họ đã tạo ra được cái thu nhập là không phải là chỉ vài chục triệu thu nhập một tháng đâu, mà thu nhập vài trăm triệu một tháng cũng có, thậm chí là lớn hơn. Đó thì đó là cái điều thực sự nó đã có thật rồi. Nếu như các bạn đã theo dõi Sơn PS đủ lâu thì các bạn cũng đã biết điều này. Và trong cái chương trình đó là Affiliate Coaching 1 kèm 1 này thì nó có những cái điều gì đó, và Sơn cũng có chia sẻ với các bạn những cái điều ở đây để các bạn có thể nắm rõ được. Điều đầu tiên thì khi mà các bạn đã bắt đầu chương trình này thì tất nhiên rồi, đây là một chương trình là coaching 1 kèm 1, nên bởi vậy các bạn cũng sẽ được là cái sự hỗ trợ của Sơn hàng ngày. Các bạn có thể được nói chuyện với Sơn, sẽ được cái sự quan tâm của Sơn nó sâu sát hơn rất là nhiều. Bởi vì sao? Thực sự tới điểm hiện tại mỗi một ngày như vậy Sơn phải nhận khoảng 2 cho tới 300 tin nhắn đó, trên các cộng đồng, trên các group, trên kênh YouTube, từ email, từ fanpage hoặc là từ trang cá nhân. Nhiều người bạn cũng có liên hệ với Sơn, nhưng nếu như khi mà bạn bắt đầu với chương trình này thì Sơn nó sẽ dành cái sự quan tâm đặc biệt hơn dành cho các bạn đó, và Sơn sẽ quan tâm hỏi thăm đó, và giúp đỡ hỗ trợ cho các bạn hàng ngày. Đó, đặc biệt hơn nữa đó thì Sơn sẽ add cho các bạn vào trong cái group. Trong group này là các bạn sẽ được giao lưu trực tiếp và được nói chuyện, trò chuyện với những học viên đang cùng cái khóa học cùng với các bạn, bởi vì các bạn nó sẽ cùng cái tư duy và cùng một cái kỹ năng chung với nhau vào cùng một cái thời điểm đấy. Thì cứ mỗi một tháng thì Sơn sẽ cố gắng Sơn làm được một chương trình, nhưng mà Sơn chưa chắc, có thể là 2 tháng, 3 tháng thì Sơn sẽ làm được một cái khóa Affiliate Coaching 1 kèm 1, cho đến khi nào cái khóa trước đó họ đã thực sự ra kết quả và họ đã thực sự cứng cáp trong cái lĩnh vực này rồi thì Sơn mới mở ra một khóa mới. Và trong cái chương trình đó thì Sơn sẽ còn hỗ trợ cho các bạn thêm về cái phần là video call hoặc là team view để các bạn có thể là làm được trong những cái bài tập mà Sơn đã giao cho các bạn. Giả sử đi các bạn nó không biết cách để làm sao các bạn nó triển khai được cái traffic chạy quảng cáo thì có thể là Sơn sẽ team view để vào trực tiếp cái máy của các bạn để cầm tay chỉ việc hướng dẫn cho các bạn luôn. Thì điều này nó là cái điều mà Sơn sẽ hỗ trợ theo kiểu là hình thức 1 kèm 1. Bên cạnh đó thì cứ hàng tháng như vậy thì Sơn sẽ tổ chức ra 1 cho tới 2 cái buổi Zoom. Những cái buổi Zoom này là Zoom định kỳ thì cũng có cái sự chia sẻ của Sơn đó, tổng quát về những cái điều update mới, những cái thông tin mới triển khai trong tháng tới đó. Và bên cạnh đó thì Sơn cũng sẽ mời về những cái học viên trong những khóa trước. Thì đây là cái buổi Zoom nó sẽ là toàn hết tất cả những học viên trong những khóa trước đó và những khóa mới, thì chúng ta sẽ được các giao lưu và tiếp xúc và sẽ được các trò chuyện với nhau trong một cái buổi Zoom như vậy. Thường là qua mỗi buổi Zoom như thế thì mọi người đều update thêm rất là nhiều những kỹ năng mới, bài học mới để có thể chiến được tiếp trong lĩnh vực này. Thì nếu như các bạn đã từng theo dõi Sơn trước đó rồi, các bạn cũng đã biết được rằng kết quả học viên của Sơn đó, nhất là trong lĩnh vực về kiếm tiền trên mạng đó, thì rất là nhiều người học viên của Sơn đã ra được kết quả rất là lớn. Đó, cũng có những bạn đó là sinh năm 98 này, 99 này, thì bạn ấy cũng đã tạo được thu nhập vài trăm triệu một tháng rồi. Đó, thậm chí là những anh chị lớn hơn, cũng có một số anh chị là 30, 40, 45 thì họ cũng đã tạo được vài trăm triệu. Thì nếu như các bạn đã xem những video trước đây của Sơn, cũng bạn cũng đã biết được những cái bằng chứng thu nhập mà Sơn đã từng công khai ở trên cái kênh YouTube của Sơn rồi, cũng như là Facebook group thì các bạn cũng đều biết. Thế và bên cạnh đó, khi mà bạn đã bắt đầu với chương trình này á, thì Sơn có những cái bài giảng, cái bài học và cái lộ trình nó có sẵn rồi, và Sơn đã cung cấp cho các bạn để khi mà các bạn, ngay cả khi bạn là một người mới bắt đầu thì bạn cũng có thể làm quen được với công việc này. Đó, hoặc là các bạn đã biết được về nó nâng cao rồi thì Sơn cũng có những cái bài học update
nâng cao hơn để giúp cho các bạn triển khai. Và trong chương trình này thì đặc biệt hơn nữa, đó là thời gian gần đây cũng có một vài những cái traffic mới. Ví dụ như các bạn muốn học về cách là chạy quảng cáo trên Google, cách chạy quảng cáo để làm sao có thể là phát triển hơn cái traffic của mình để tuyển được referral, để được bán được nhiều hàng hơn, thì trong chương trình này thì Sơn sẽ dạy cho các bạn có cụ thể hơn về những cái dự án mà hiện tại Sơn đang triển khai. Và chắc chắn rồi, tất cả những cái dự án nào mà Sơn đang chia sẻ trên YouTube hoặc là Sơn chỉ chia sẻ một trong một cái nhóm kín của những học viên Affiliate Coaching thì Sơn sẽ dạy cho các bạn. Và cứ mỗi một tháng như vậy thì Sơn sẽ có một cái bảng đánh giá. Cái bảng này thì Sơn sẽ thiết kế nó trong file Excel và Sơn nó sẽ update nó cứ mỗi một tháng thì sẽ có một cái bảng mới là tất cả những cái dự án mà hiện tại Sơn đang triển khai, Sơn đang làm. Sau đó Sơn sẽ update cho các bạn, đây là cái bảng báo cáo của, đặc biệt của riêng của Sơn chứ không phải là của ai hết. Thì khi mà các bạn bắt đầu chương trình này á, thì Sơn cũng sẽ dạy cho các bạn về những cái cách triển khai traffic mà hiện tại thì Sơn đang làm. Đó, thì ví dụ như là free traffic này hoặc là paid traffic này thì Sơn sẽ hướng dẫn cho các bạn thành những cái bài giảng nó để các bạn có thể làm được theo chi tiết từng bước một. Thì nếu như các bạn mà chưa làm được thì giống như vừa nãy Sơn đã nói thì Sơn sẽ có những cái buổi video call một một dành cho các bạn hoặc là team view để hỗ trợ cho các bạn làm được thì thôi. Trong cái chương trình coaching một kèm một này thì Sơn cam kết với các bạn đó là Sơn sẽ hỗ trợ cho các bạn khi nào mà các bạn ra được cái kết quả ít nhất thì cũng phải là thu nhập là khoảng trên 2.000 đô để các bạn có thể là đạt được cái mức thu nhập đó. Và cái chương trình này sẽ hỗ trợ cho các bạn đâu đó trong suốt một năm. Thông thường thì khi mà các bạn làm điều này thì các bạn làm khoảng 3 tháng cho tháng 6 tháng là các bạn đã bắt đầu các bạn dành rất là dành về những cái cách mà Sơn chỉ cho các bạn rồi. Nhưng trong một năm trong suốt như vậy thì Sơn còn kèm cặp cho các bạn để các bạn có thể được giao lưu, được nói chuyện, được trao đổi trong group. Đó thì Sơn sẽ kèm cặp và hỗ trợ cho các bạn thêm những điều đó. Thì khi mà các bạn đã bắt đầu trong cái chương trình Affiliate Coaching một kèm một này thì đây là một trong những chương trình dường như đây là chương trình cuối cùng của Sơn rồi. Và Sơn nó sẽ hỗ trợ cho các bạn hết mình để đến khi nào các bạn đạt được cái kết quả của bạn thì thôi. Thì khi mà các bạn bắt đầu chương trình này thì Sơn cũng có một vài những cái yếu tố Sơn nói trước với các bạn. Đó là điều đầu tiên thì sẽ không thể nào mà có cái hình thức là kiếm tiền nhanh được. Đó, cho dù cũng có một số học viên của Sơn khi mà họ vào qua đến tháng thứ 2, tháng thứ 3 họ đã đạt được vài trăm triệu rồi. Nhưng cái điều này thì Sơn không hề cam kết một chút nào. Luôn luôn phải là các bạn xác định một thời gian dài 3 tháng, 6 tháng. Bởi vì sao? Nó sẽ tùy thuộc vào cái thời điểm. Nó tùy thuộc vào cái sự cố gắng, sự nỗ lực, cái thời gian bạn bỏ ra hoặc là cái kinh nghiệm cũng như là kỹ năng của bạn trong quá khứ trước đó rồi. Thì lúc đó thì bạn mới đạt được cái thu nhập như vậy. Chứ không thể nào mà ngay lập tức bạn vào thì bạn thành công được ngay. Thì điều này là Sơn không bao giờ Sơn cam kết. Đó là các bạn luôn luôn phải xác định một cái chặng đường dài 3 tháng, 6 tháng. Thì lúc đó bạn mới bắt đầu bạn có được cái thu nhập. Đó thì điều đầu tiên Sơn muốn nói trước cho các bạn như vậy, đó là không có chuyện là kiếm tiền nhanh ở đây. Đó, các bạn vẫn phải bỏ ra thời gian, công sức để các bạn rèn luyện và các bạn học tập với nó. Thì nếu như các bạn cảm thấy các bạn đồng ý với điều kiện này thì Sơn muốn nhận các bạn vào trong cái chương trình này. Và nếu như các bạn đang suy nghĩ rằng là bây giờ là tôi đang quá già hoặc là tôi còn trẻ quá để tôi bắt đầu chương trình này, thì thực sự Sơn công khai với các bạn một bí mật chính xác, đó là tuổi tác nó không phải một cái rào cản. Bởi vì trong chương trình của Sơn nó cũng có một vài chị là phụ nữ thì đã ngoài 40, thậm chí là ngoài 50 rồi, thì Sơn vẫn có cái lộ trình để hướng dẫn cho các chị em để mình có thể bắt đầu được từng bước. Và trong chương trình của Sơn thì thấp nhất cũng có một số bạn học viên sinh năm 98. Và đặc biệt hơn nữa thì những bạn này ra được kết quả cực kỳ lớn. Đó, có bạn là bạn Huy Trọng thì bạn đã ra được cái kết quả là thu nhập hơn 1 tỷ một tháng được các bạn. Đó, thì cái đầu tiên đó là cái độ tuổi nó không phải là cái rào cản của chúng ta. Tiếp theo đó nữa là nếu như các bạn nghĩ rằng tôi không giỏi tiếng Anh để tôi bắt đầu được với nó, thì thực sự Sơn cũng không biết tiếng Anh. Đó, Sơn nó đều dùng Google dịch để Sơn dịch về những cái ngôn ngữ nếu như bằng tiếng Anh thì Sơn đều bắt đầu như vậy. Còn cái chương trình này thì Sơn chia sẻ với các bạn đó là cái giáo trình Sơn bắt đầu từ những người có thể là bắt đầu từ con số 0. Đó, quan trọng nhất ở đây đó là các bạn đã cần phải có một cái sự nỗ lực từ bản thân mình và các bạn chịu khó, các bạn làm đúng đủ đều, làm đều đặn mỗi ngày thì các bạn sẽ ra được cái kết quả thôi. Đó, thì đó là một vài những cái lưu ý của Sơn dành cho các bạn. Nên nếu như bạn đang suy nghĩ rằng các bạn chưa có quá nhiều kinh nghiệm thì bạn vẫn có thể bắt đầu được. Quan trọng là do cái mục tiêu của bạn xuất phát, bạn mong muốn điều gì và bạn muốn trở thành ai trong 1 năm tới, 3 năm tới, bạn trở thành ai thôi, đúng không ạ? Đó là một vài những cái lưu ý của Sơn dành cho các bạn nếu như các bạn mong muốn bắt đầu cái chương trình này. Có nhiều bạn đã hỏi Sơn rằng là bây giờ thì tôi đang ở nước ngoài thì tôi có làm được không?
À thì bây giờ đây cũng là một cái câu hỏi rất là hay, bởi vì thực sự á cũng có nhiều người cũng nghĩ như vậy, nhưng học viên của Sơn á thì bắt đầu không phải là chỉ là toàn quốc tại Việt Nam đâu, bởi vì trong chương trình này của Sơn cũng dạy là dạy trên online và chúng ta sẽ tương tác trực tuyến với nhau, nên nó không những là học viên của Sơn đó là trên toàn quốc tại Việt Nam, bất kỳ các tỉnh thành nào mà học viên của Sơn cũng đã có tại Nhật Bản này, Hàn Quốc này, Canada này, bên Đức này. Thì những học viên đó đều ở bên nước ngoài hết các bạn, vẫn có thể làm được. Và nó cũng không có giới hạn được cái thời gian của bạn có thể linh hoạt được thời gian. Ví dụ như bây giờ các bạn đang đi làm là 8 tiếng, hoặc là các bạn đang làm công chức văn phòng, hoặc là các bạn đang là sinh viên, thì các bạn vẫn có thể học được chương trình này. Đó, bởi vì học cái chương trình này thì các bạn nó sẽ đâu đó các bạn bỏ ra khoảng 2 cho tới 3 tiếng một ngày thôi, nhưng các bạn làm đều đặn với nó. Thì đó, đó là một vài những cái thông tin về cái chương trình của Sơn. Sắp tới sẽ diễn ra, nên nếu như các bạn còn bất kỳ câu hỏi gì các bạn có thể comment bên dưới này. Còn nếu như bây giờ các bạn đang quan tâm về cái mức giá của cái chương trình đó, thì cái chương trình này thì thực sự là Sơn nó đang có một cái mức ưu đãi nó quá rẻ đi. Bởi vì sao? Trong chương trình này mình đã cảm thấy nó quá là một cái mức học phí hời, bởi vì mình đã hỗ trợ kèm cặp coaching 1-1 đó, thì thực sự là cái thời gian đấy là mình đã đầu tư rất là nhiều sự tâm huyết dành tới cho các bạn không, và hơn nữa là cái kết quả của viên đó, nó đã nói lên được quá nhiều điều rồi, nên thực sự trước giờ mình đang nghĩ rằng cái mức học phí đang 2.000 đô đó, nó quá thấp đi, 2.000 đô nó quá thấp đi, và bạn bắt đầu được cái chương trình này đó, thì bạn cần phải có số vốn ít nhất là phải là 50 triệu để bạn bắt đầu với nó đó. Thì đó là cái ưu tiên đầu tiên. Sau sau đó là ngoài cái mức tài chính đó, thì Sơn yêu cầu các bạn là cần cái sự nỗ lực, các bạn phải có cái sự chăm chỉ từ cá nhân bản thân của các bạn, thì lúc đó thì Sơn mới liên hệ phỏng vấn và Sơn mới nhận các bạn vào trong team của Sơn. Không, bởi vì cái team này thực sự Sơn đang mong muốn làm sao xây dựng được một cái đội ngũ team thật là chất lượng đó, để các bạn nó có thể là cùng nhau ảnh hưởng tới một cái thị trường, một cái cộng đồng lớn, và thậm chí các bạn có thể kiếm được tiền từ nước ngoài không, và khai thác được thị trường nước ngoài cũng cơ. Nên Sơn đang mong muốn là sao tạo được một cái đội nhóm thật chất. Chứ nếu như các bạn chỉ có tài chính thôi, nhưng mà các bạn không có sự chăm chỉ, không có sự nỗ lực và ham học hỏi, thì chưa chắc là Sơn đã nhận các bạn vào trong chương trình này. Đó, thì đầu tiên Sơn nói với các bạn rồi, các bạn cần phải có số vốn đâu đó khoảng 50 triệu để bạn bắt đầu với nó. Và trong chương trình này Sơn sẽ hỗ trợ kèm cặp 1-1 cho các bạn. Nó sẽ phù hợp cho các bạn nếu như các bạn mong muốn có được một cái người dẫn dắt cho các bạn, mong muốn là xác định đây là một cái nghề, không, và nó sẽ hái được tiền cho các bạn trong tương lai, thì nó sẽ rất là phù hợp với các bạn. Không? Và thực sự đối với Sơn thì Sơn thấy là cái lĩnh vực affiliate marketing này nó rất là tiềm năng tại thị trường Việt Nam, và cũng ít người có khả năng có thể là ra được cái kết quả rồi là một chuyện, nhưng mà có khả năng dẫn dắt truyền đạt dạy thành những cái bài giảng nó chi tiết được như vậy, thì Sơn cũng mong muốn là cái người mà sẽ mà đồng hành cùng các bạn trong thời gian sắp tới. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, nên nếu như các bạn đã quan tâm thực sự với chương trình này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Sơn, inbox cho Sơn đó, để Sơn có thể là nếu như các bạn cảm thấy là ok thì Sơn sẽ đặt một cái lịch để Sơn phỏng vấn với các bạn ok nữa, thì lúc đó thì chúng ta mới có thể làm việc tiếp với nhau được. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và xin chào các bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.